Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hờ Hen Nhê chính thức được vinh danh là niềm tự hào Đông Nam Á. Mới đây, hình ảnh Hoa hậu Hờ Hen Nhê được fanpage chính thức của Asian đăng tải kèm dòng chia sẻ ấn tượng. Xuất hiện cùng với chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hờ Hen Nhê được nhắc đến không chỉ là một nữ hoàng rất đẹp, một người mẫu thành công, mà còn là một nhân vật truyền cảm hứng với nhiều hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, người đẹp ED còn được biết đến là đại sứ toàn cầu của Room to Red năm 2018, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc cung cấp các nguồn lực cho chương trình giáo dục và xóa mù chữ của trẻ em gái. Bên dưới bài chia sẻ của Asian về Hờ Hen Nhê, nhiều khán giả quốc tế trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia vào bình luận ngợi ca tính cách chân thành và vẻ đẹp giản dị của nàng hậu. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2018, Hờ Hen Nhê khiến fan sắc đẹp trong nước tự hào với loạt thành tích ấn tượng. Không chỉ lập kỳ tích top 5 Hoa hậu Hoàng vũ, cô nàng còn trở thành Timeless Beauty, vẻ đẹp vượt thời gian, làm chấn động fan sắc đẹp châu Á. Ngoài Hờ Hen Nhê, các gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng được Asian vinh danh. Pik Sofia là ca sĩ solo hiện đại người Campuchia, sinh năm 1985, chuyên về nhạc pop và rock. Cô cũng là một trong những huấn luyện viên và giám khảo của các chương trình truyền hình như The Voice cùng với các ca sĩ nổi tiếng khác. Wishayani Kam Perekin là một ca sĩ Thái Lan hiện đại nổi tiếng, được khen ngợi vì tài năng âm nhạc mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Cô ấy nổi tiếng với bài hát Frozen Frozen tiếng Thái. Andila, một tay vợt nữ chuyên nghiệp đến từ Indonesia, sinh năm 1995. Cô bắt đầu sự nghiệp quần vợt vào năm 2008. Và 2 năm sau đó đã giành được giải đơn và đôi cho giải vô địch thiếu niên quốc tế. Thành tích mới nhất của cô là 2 huy chương vàng trong Asian Games 2018 cho trận đấu đơn nữ và trận đấu đôi. Aigide Siman là một vận động viên bơi lội người Indonesia chuyên về bơi lội ngửa. Trong Thế vận hội 2011, anh đã giành được 4 huy chương vàng và phá vỡ 2 kỷ lục thế giới ở môn đàn ông 100m ngửa và người đàn ông tiếp sức 4x100m cùng với các cộng sự của mình. Từ sau thành tích top 5 cùng câu chuyện truyền cảm hứng, Hờ Hen Nhê trở thành biểu tượng nhan sắc lịch sử của Việt Nam khi không chỉ nhận được tình yêu mến của khán giả nước nhà mà còn lay động cả triệu trái tim người hâm mộ quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.